Hello, xin chào tất cả các bạn ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Xin chào các bạn. Hôm nay hai vợ chồng Thu lại đi ra vườn thu hoạch một ít bầu với lại cà chua và một số những cái đồ ở trong vườn nhà Thu có. Hôm nay mời các bạn đi thu hoạch với hai vợ chồng Thu nha. Đây, trái bầu này. Ở đây có hình trái nữa nè, mà bây giờ nó nằm kẹt ở đây nè. Coi, nằm kiểu này. Có cái ghế mà ở vườn này không thấy có cái ghế. Là mấy bạn coi này, nó nằm cái kiểu gì mà kỳ lạ quá. Chắc này phải bẻ ra. Thì này, cái trái này nó mọc kỳ quá. Mà mấy trái bầu á, cái lúc mà nó ra trái Thu không dám đụng, cho nó đụng là nó chột, nên là nó nằm sao Thu để y chang vậy à. Mấy bữa Thu trim cái lá này nè, nguyên cái dàn bầu này nó bị chột của Thu biết bao nhiêu trái luôn nè. Coi trái bầu. Bây giờ mình ngồi xuống đây mình hái ít cà chua nha mấy bạn. Đây nè, đó, dưới dàn bầu có ít cà chua nè. Cái vườn này nó chật chội nên Thu trồng là cứ chen chút thôi nè. Hôm nay mang mấy cái rổ qua cắt hết đám cà chua này luôn. Cây cà chua này thì hôm nay nó chín đều rồi nè mấy bạn này. Cắt chùm chùm về nhìn nó đẹp ha. Nó đẹp hơn là mình hái. Nhưng mà khi nó chín đều đều về mình mới cắt được. Hôm nay cắt xong này xong là Thu phá cái cây cà chua này đi luôn. Thu có một ít rau xà lách á, Thu trồng dưới đây tại chỗ này nó ít nắng nè. Cái chùm này nè. Wow. Coi này. Nay cái cà chua này nó bị rớt nhiều rồi nè mấy bạn. Đây. Coi nè, mấy chùm này nó mập nhìn cưng quá ha. Cây này thật sự nó cũng còn và ít trái ấy, nhưng mà Thu thấy nó tàn quá rồi nên lần này Thu có nhiều Thu thu hoạch. Vô trong đây nó mới có nhiều nè. Cái nó chín quá, cái Thu đụng vô một cái là nó rớt nó tiêu à. Nhìn nó màu sặc sỡ, nhìn nó hay hay ha. Này thì cắt cả cành nè, Thu đụng cái là nó rớt à. Đụng cái là nó rớt, nên nhiều lúc cắt nguyên cành cái là lấy ra cái là nó rớt hết trơn nè. Chỗ này mùa này nó ít nắng nè, nên là cắt cái cây cà chua này đi là trồng, Thu nghĩ trồng rau xà lách ở đây thì là tốt. Còn nếu mà có cái cây cà chua nó không có trồng được cái gì ở đây đâu. Cái cây cà chua thì lấy nó đi rồi, tại Thu đang có ít xà lách á. Nó mọc đều đều quá trời trái luôn. Hôm bữa Thu về cái nó rớt hết. Hai cái mấy cái trái cà chua này khi mà nó chín là nó chín liên tục luôn. Mấy bữa nữa cái là hết cà chua hái à. Hiện giờ nó đang rộ mùa cà chua. Rụng, đụng đến là nó rụng mất tiêu. Rụng đầy gốc luôn. Nhìn tiếc hả mấy bạn ha. Cái tí nữa Thu hái xong cái trái nào mà nó còn ngon ngon thì Thu lụm lại. Còn trái nào mà nó hư rồi thì Thu bỏ luôn. Mày hái kỹ kỹ cho nó khỏi sót. Được hai trái bầu với một rổ cà chua. Bây giờ Thu đi qua đây hái cà chua màu vàng nè. Nay Thu có ương một ít mấy cái hột cải rồi đó. Mới có ương nó lên thôi, nên hái tí nữa Thu sẽ gieo hột cải ở đây. Cây này cũng tàn luôn nên là thích cà chua cam với cà chua màu vàng lắm. Tại vì mấy cái cà chua này ăn nó ngọt á.
trái đụng vô là rớt rồi, chín quá rồi, khô cây luôn rồi, không có thời gian đi thu hoạch á. Nhiều lúc ở nhà cái bệnh con cái á, ngày nào đi ra thu hoạch được cái thu hoạch nó nhiều á mấy bạn. Nhà đông con cái gặp mùa hè nó ở nhà nữa, thế là hai vợ chồng thu, tranh thủ khi nào có thời gian thì đi ra thu hoạch thôi. Có nhiều lúc thu hoạch xong rồi về bận bịu cũng không edit được tivi video nữa đấy. Hai đứa nào cũng phải làm việc. Giống như hôm nay là hai vợ chồng thu mang con đi niền răng, xong rồi niền răng xong cái là mình đi ra đây mình đi thu hoạch luôn. Nó cũng ngọt lắm mấy bạn, cà chua vàng này ăn nó ngon lắm. Vô đây. Nó tàn cây luôn rồi mà hôm bữa thu đã đổ sẵn một lớp phân lên rồi á. Thu xới cái đất lên cái thu gieo cái hạt nữa là có. Mấy trái này nó không ngon nên thu bỏ nè. Rồi. Bây giờ đi vô đây. Đó, ở trong đây thu có mấy cái trái bí, nó gọi là này, nó có mấy trái bí mật, đó nó khô rồi còn cây này vẫn tươi. Cái trái bí mật đó, nó trái nó nhỏ xíu vậy chứ nó không có bự giống như là bí bơ nha. Bơ bơ the squash thì nó bự, còn cái này nó gọi là honey squash thì nó nhỏ vậy thôi. Mà ở ngoài chợ đó honey squash rất là đắt tiền mấy bạn. Thu năm nay Thu mới trồng có lần đầu á. Đây Thu bước vô trong đây này. Nó khô cái dây luôn rồi. Đó, nó dính trên hàng rào à, cái mọc rồi cái dính. Để cắt nó ra đó, đó. Nó dính nè, cứng lắm, nó dính thì sao lấy trời, mọc gì mà mọc tay ách vậy trời, đó. Trời ơi, đứt luôn, đứt cây luôn. Vì một trái mà đứt hết cả cằm rồi, đang ra đây. Uổng ghê. Rồi xong, xong cái đám bí này luôn. Đang lên trái thì kéo kéo lại đứt rồi. Được 5 trái bí mật ong nha mấy bạn. Đó. Rồi bây giờ đi qua đây nha. Đó. Đi qua rồi lại đi lại. Vườn luống này luống kia, thôi có mấy cái trái cà chua này nè. Cà chua này rất là đặc biệt nè, màu vàng với màu tím, nó rất là dày cùi luôn. Đã thu thu hoạch xong rồi, Thu sẽ cắt ra cho các bạn coi cái trái cà chua này nha. Coi nè, nó ngon lắm, hèn chi cái con chuột nó mê nè, mấy bạn coi trái cà chua nè. Nhìn đã chưa, to trên tay luôn nè. Nhìn đã hả? Đó. Vô đây, hôm nay Thu cũng đi thu hoạch hết luôn, để lấy chỗ trồng cái khác, cái cây này nó cũng tàn luôn rồi. Đó. Xong đợt cà chua này là mình cũng hết cà chua. Còn là mấy vườn kia thì nó còn rải rác ít ít à. À, xong là hết cà chua luôn. Bây giờ phải trồng lại chắc hơn 2 tháng nữa mình mới có cà chua tiếp để đi thu hoạch đó. Tí đổ, tí đổ. Đó. Đây. Đó, được một rổ, kiểu như nguyên cái rổ này nó màu vàng luôn ha mấy bạn ha. Lại tới cà. Chui vào đây hái cà này mấy bạn này. Đó. Đây, cái cà của Thu nè. Được 3 năm trái nè. Hôm bữa Thu đi về sao Thu thấy nó không có tốt mấy bạn nè. Nhìn vậy chứ nó hơi già già rồi đó. Thu đang chăm nó lại. Hy vọng là mấy bữa nữa nó sẽ phát triển bự hơn. Mấy trái này còn non. Đây đi qua bên đây nè mấy bạn. Có nhiều cây á, cái đầu nó không phát triển, cái Thu cắt đi luôn. Cho nó phát triển, không biết nó có phát triển lại được không. Cái cà này với cái cà này nó giống nhau nè. Mà cái này nó màu đậm, cái này nó ra màu lợt, nó cùng một thứ á. Cây này thì được 4 năm trái rồi mấy bạn. Nhìn nó cũng không có tốt lắm ha. Thu tính chăm lại đó, không biết. Rồi qua đây hái cà chua này luôn nè. Mấy cái cà chua hôm nay là phải giải quyết hết luôn. Để dẹp cây hết. Phải nó tàn hết rồi. Thu cũng thích cái giống cà chua này nè. Nhìn nó đẹp. Nó giống trái strawberry á.
Đây, đó, chùm nó lẳng lẳng nhìn hay. Đụng vô là rụng à. Kỳ này thì tha hồ thưởng thức cà chua, cái mấy bữa nữa cái là đợi cũng hơi lâu lâu á. Mà mấy loại này thì Thu không biết ở đây, không thấy khi nào có một cái con nó nằm ở đây nè. Không biết trồng nó có kịp không, sợ mùa đông cái nó không kịp á. Trồng cây cà chua nó cũng lâu lắm, giống như Thu hôm bữa Thu trồng cây cà chua hết mấy tháng trời, từ tháng 3 là Thu ương á, mà tới giờ thu hoạch là cũng cả 3 tháng á. 3 tháng, 3 tháng rưỡi, chắc là mùa đông thì nó hơi lâu. Đây. Đây. Hái cà chua mà mắt Thu đang nhìn thử bên kia coi có cái gì để thu hoạch không kìa. Đó, đảo coi bên kia nữa. Cái hái cái này nhiều lúc á Thu nhà Thu bệnh á, nhìn Thu ra Thu chăm cái, Thu chăm nhanh nhanh cái Thu nốt là ở chiều hôm nay. Nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ đi ra thu hoạch cái này cái kia, nhưng mà cũng nhiều lúc cũng sót lắm. Đi ra cái thu hoạch cái về cái ngày hôm sau cái ra nói là ồ cái này mình chưa có đi thu hoạch nên là phải quay lại. Chưa chi mà được hai rổ rồi ha mấy bạn. Mấy bữa nay nhà Thu cũng mang cho nhiều rồi còn dư á, nhà Thu cũng làm được chắc cũng phải 7-8 thao cà chua khô rồi đó. Nhưng mà lúc mà cho thì cũng cho cũng nhiều lắm. Giờ đây là bên kia kìa, đây nè, bên đây đó, xà xà bên đây có cái trái cà nữa nè mấy bạn nè. Đây. Wow. Đây Thu có trái ớt nè. Cái đám này hồi sáng Thu mới trồng một ít rau cải, Thu bứng qua Thu trồng nên là phải che. Không cái là nó bị cháy á, nắng quá cái nó bị cháy nên bây giờ để vậy che. Để mấy bữa cho có thu hoạch cho các bạn coi nha. Rồi qua đây. Đây có mấy trái bí nè, mà trái bí này của Thu nó bị đứt cái cành rồi. Nên bên hôm nay thu hoạch luôn. Đây, ngồi qua đây. Được 4 trái nó mọc liên tục luôn nè. Được 4 trái nhưng mà nó cái kiểu nó bị hôm Thu về Thu trim quá nên nó bị đứt dây luôn. Nên giờ hôm nay đi thu hoạch luôn hả mấy bạn. Đó, một trái nè. Bí này là bí Thiên Vũ, Thu coi trên cái chị mấy chị cái chị Trang gì Turamon năm trước trồng đó, thế là Thu đi mua hạt Thu về Thu trồng. Năm nay thấy cái bí này nó cũng có vẻ sai trái lắm, cũng nhiều trái lắm á mấy bạn. Đây nè, đây cái dàn cà chua của Thu mà. Đây. Phải che cái này tại vì Thu mới trồng rau xà lách á. Nãy trước khi đi ra quay phim á là Thu chạy ra Thu trồng ít rau xà lách. Bây giờ quay lại quay nên phải che, không mà mùa này nó nắng lắm. Ở chỗ Thu mùa này bắt đầu nắng rồi, 80 mấy độ, 90 độ có. Mà trồng xà lách thì vẫn được tại vì dưới Thu trồng ở dưới mấy cái dàn bầu hay là mấy cái dàn gì nó mát mát á thì trồng nó vẫn được, nhưng mà phải che nó dữ lắm. Với lại mùa này trồng xà lách thì nó mau ra ngồng á. Nên là mình trồng phải che nó lại. Đây, cũng là một trong những cái cây cà chua cuối cùng của cái vườn này. Vườn này hết cà chua rồi. Thu cũng thấy cái cây cà chua này nó ra cái cây cà chua con á. Nó rớt ở dưới gốc nè. Mà mai Thu bứng là Thu trồng không biết có được không. Cà chua nó ngon ngon. Ngọt ngọt. Nó chua chua. Nhìn nó đeo đeo giống như chùm nho ha mấy bạn ha. Cái này không phải là cà chua đen nha. Cà chua này nó gọi là Black Strawberry Tomato á các bạn. Nó giống như trái strawberry á. Chứ không phải là nó giống trái nó màu, không phải là cà chua đen nha. Cà chua đen thì nó khác. Nhìn cái tưởng giống như là mình đi bứt mấy trái cherry á ha. Dính vô mấy cái dây.
mùa này mà muốn trồng rau xà lách hay là mấy cái rau mùa đông á là phải che nắng dữ lắm, hoặc là trồng ở dưới mấy cái bụi cây á mấy bạn, không là nó kiểu giống như là nó nắng á là nó không có phát triển được luôn á. Chỗ thu á thì mùa này là bắt đầu nó nóng lên rồi, mà đi ra cái chỗ cây bán thì đâu có thấy nó bán gì đâu, thấy nó bán còn có mấy chậu rau xà lách thôi, kệ mua về trồng đại. Chứ bây giờ gieo hạt á thì gieo hạt là bí gieo hạt dưa leo thì nó lên thì trồng còn kịp, chứ bây giờ mà hạt bí hạt bầu gieo lên thì trồng là không kịp rồi. Còn rau á thì bây giờ chỗ để trống làm gì nên là thu mua mấy cái vỉ rau xà lách về đó, thu mang thu trồng đại thử coi nó được không. Thường không thu không có thích trồng rau xà lách vào mùa hè tại vì nó mau ra ngồng lắm. Cà chua của Thu nằm bữa mấy cái ớt này Thu trồng ở trong kia dưới cái giàn này á, nó phát triển không được, Thu bứng ra đây cái hôm nay coi nè, mấy cái ớt của Thu hôm nay bắt đầu nó ra lá non hết rồi, nó không có ánh nắng á cái nó phát triển không được, hôm nay trồng cái bắt đầu nó ra chồi non hết rồi nè, nhìn cưng không. Đụng hôm bữa nó có cái chùm này hả, nhiều trái lắm mà đi thu hoạch không kịp á, coi nó rụng nè, coi cái cây của nó bị rụng nè. Đi đừng tắt qua đây cho nó gần rồi mấy bạn. Đây. Ở chỗ này Thu mới trồng một ít cái cây rau đay á, mới gieo hạt à. Đó, đây nè, đây. Và cái trái cà này nó bự nè, mấy bạn coi nè. À, thấy không? Đã không? Đó, nhìn nó to nè. To trình ình luôn, cái này chắc phải nửa ký ha mấy bạn. Cái cây nó to là nó to à. Đó, nhìn nó còn nhiều trái lắm nè, nhìn nè đó. Lên đây nè còn 4 5 trái, cái loại cà này năm nay Thu trồng lần đầu á. Mà sao nó to ghê, nó loại cà bát mà nó vừa đẹp mà nó vừa to nữa. Đây cái bông của nó ra mà cái trái nó bằng cái trái cà pháo bình thường của mình rồi, mà nó ra mỗi nách nè. Và cái cây này chỗ Thu hình như có vẻ trồng cà nó không có hợp lắm, hay là tại Thu trồng nó chưa có được tốt á, mà nó trồng cái tự nhiên lâu lâu cái lá nó bị héo như vậy thì không biết nó bị sao. Nhưng mà ráng chăm lắm mà cây này thì cũng mà được trái nè mấy bạn, nó cũng 4 5 trái. Rồi qua đây nữa nè. Thì sơ sơ vườn Thu hôm nay cũng thu hoạch được cũng khá khá, được hai trái cà này bự bự nè. Bây giờ mình sẽ đi qua cái vườn bên kia, nó có một ít đồ để Thu đi thu hoạch nữa nha. Cà chua này ra trái nhiều quá ha, nhìn cọng đẹp nè. Bây giờ mình đi vô đây hái hoa điên điển nha mấy bạn. Đây nè, vườn của Thu có rất là nhiều hoa điên điển, hôm nay nó vàng rực một góc luôn rồi nè. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch hoa điên điển nha. Đây nè. Đó, đây. Hôm nay Thu trồng được là 5 cây hoa điên điển, 5-6 cây. 6 cây thì hôm nay nó cho hoa rất là nhiều rồi. Đó, hoa điên điển ở bên Mỹ rất là hiếm. À, này là hoa điên điển Thái Lan nha, đây nè. Nó khác với hoa điên điển Việt Nam mình, hoa nó bự với lại ở sau nó có cái đốm hơi màu đen đen nè mấy bạn. Nó hơi màu nâu nâu đen đen đó. Mà nó ra nhiều hoa, với hoa nó bự gấp 3 lần hoa điên điển Việt Nam đó. Còn rất là nhiều nụ, hôm bữa nó chút xíu rồi cái tự nhiên hôm nay cái khi nó ra hoa cái là nó bật nó cao lên rất là nhanh luôn đó. Ở bên Mỹ mà trồng được hoa điên điển cũng quý ha mấy bạn ha. Đây. Thu cưng cái cây này lắm đó, từ ngày Thu trồng là giữa tháng 2 là Thu đã phải lo Thu trồng mà nên bây giờ mới có để đi thu hoạch nè. Mà cái hoa điên điển này ở đây Thu không có thấy người ta bán nha, nên mà mình muốn ăn á là mình phải tự trồng thôi à. Là lúc ở nhà Thu ở bên Việt Nam á cũng không có biết ăn rau điên hoa điên điển đâu, tại vì nhà Thu cái chỗ nhà Thu nó không có cái hoa điên điển. Nên mà Thu cái tốt Thu lớn cái Thu đi học với bạn bè đó, cái mình ăn cái mình mới thấy ồ cái hoa này nó ngon quá. Đi qua đây nhiều lúc thèm cũng không có mà ăn nữa nên là Thu tự trồng thôi. Đây này, năm nay hoa điên điển nhà Thu vàng rực cả một góc ha. Đây. Cái hoa điên điển này mà mỗi ngày mình không đi thu hoạch là nó rụng, mà nó rụng rất là nhanh luôn. Đụng cái là nó rụng mất tiêu. Hái tay cho nó nhanh, cắt đi lâu quá. Là bên Việt Nam người ta nói tới mùa nước nổi mới có hoa điên điển ha. Bên đây vườn của Thu cũng có được nè. Cái lúc mà nó phát triển hoa đó nha, nó mọc rất là nhanh luôn.
Ở đây có mình Thu, hôm nay Thu hái về Thu không có ăn với canh chua, tại đâu có canh chua đâu mà ăn, nên Thu bỏ có cái bún hay cái gì cái Thu bỏ đại nó vô Thu ăn thôi. Đó, được nắm rồi nè, đó qua đây trồng được 5-6 cây là hái lần cũng bộ nó ha mấy bạn. Cái này, cái này đó, nhìn đã ha. Đấy, hái luôn nó non non ăn cho nó ngon. Chỗ này nó sình sình á nên là cái hoa điên đĩa nó rất là thích. Chùm luôn. Năm trước Thu trồng được có 1 cây à, mà Thu không có giống á, cái Thu đi xuống với cái chợ Việt Nam Thu mua 35 đô một cây, Thu về Thu trồng mà lúc đó trễ rồi. Tháng 10 nó mới ra hoa, cái ăn được có 1-2 tuần, cái giữa giữa tháng 10 á, cái nó trở lạnh cái nó chết luôn cái cây của Thu à. Năm nay Thu biết Thu trồng sớm. Cái tháng 2 là Thu lo Thu trồng rồi nên giờ là có đi thu hoạch. Không biết là cái hoa này thu hoạch có được dài không. Năm trước Thu thu hoạch tới giữa tháng 10 á, thì năm nay hy vọng là thu hoạch được tới giữa tháng 10 luôn. Thì mình ăn được mấy tháng à. Coi nó còn lên cái nụ nó còn lên nhiều hoa lắm nè. Cái hoa này, cái hoa này á, Thu thấy nó giống như cái cây mắc cỡ ha. Đụng vào cái nó cũng cụp cái lá nó lại luôn á. Tới bây giờ Thu mới biết á. To ha. Hoa điên điển Việt Nam á, lúc Thu về bên Việt Nam Thu ăn, bữa Thu về Thu ăn bún mắm á, Thu thấy nó bé xíu à. Bên qua bên đây thì hoa điên điển nhà Thu, cái cây này cọng nó bự nè. 1-2 ngày mà mình không bứt một cái là nó ra hột liền uổng. Mà cứ đợi nhiều nhiều cái ra quay phim cho các bạn coi đó. Chứ bứt ngày nào cũng ra bứt thì bứt được, nhưng mà mình đâu có phim đâu mà quay cho các bạn, nên là bây giờ cái đợi nó nhiều nhiều cái ra tranh thủ hái cho mấy bạn, cho nó nhìn cho nó đã ha. Để cho các bạn biết là ở bên Mỹ mình cũng có hoa điên điển nữa. Không cần phải mua nước nổi này, Thu trồng đâu có nước, mình chỉ tự chịu tưới nước thôi. Bớt cái nương nó lắm, sợ nó gãy cành á, tại vì ở bên đây nó hiếm á. Nó gãy cái nó chết, cái mình không có. Lần trước Thu làm mạnh tay mấy cây của Thu nó cũng bị chết á. Gãy cành, cái gãy ngay cái đầu nó, cái nó chết luôn nè. Đây nè, rồi. Dứt đây nè, đó, cái cành này lần trước nó gãy nè. Nó nằm rạp xuống đây luôn, đó. Hái xong đi qua hỏi cô bên kia coi cô có ăn không, cô là người miền Nam á. Cô ăn thì cho cô một miếng cô ăn. Mấy bữa nữa nó ra nè, nhìn nó chùm 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 chùm, nhìn đã ha mấy bạn ha. Đây nè, mấy bạn tí nữa là sát cây này rồi đó. Đó, coi nè. Nó coi con ong á, ong nó thấy màu vàng vàng cái là nó bay lại. Đấy, một mẹt hoa điên điển luôn. Đây có trái dưa leo, cái bụi lá dong này nó đẹp ha. Đây, có trái này nó hơi bự bự nè. Này được bứt 2-3 lần dưa leo nữa là chắc Thu cũng phá cái dàn dưa leo này đi. Thu trồng ít đậu ở đây á, cái hạt đậu ương lên rồi. Còn vài trái nữa đây, dưới đây nè. Khoát ở dưới đây nè. Rồi các bạn ơi, hôm nay buổi thu hoạch của nhà Thu tới đây thôi. Nhưng mà lúc nãy trong lúc quay phim á, Thu hứa là sẽ cắt thử một cái trái cà chua loại này cho các bạn coi. Nếu các bạn thích thì mua hạt giống về trồng nha. Đây là cái trái cà chua nè. Đây nè, cắt cho các bạn coi nè. Cái trái cà chua nó giống như vậy. Nó rất là ít hột và nó dày cùi lắm. Nó bột nhiều nó. Thu sẽ để tên trên cái màn hình của cái trái cái tên của cái trái cà chua này. Nếu các bạn thích thì mua cái hạt giống về trồng nha. Thì hôm nay Thu thu hoạch được đặc biệt hôm nay là có một ít hoa điên điển miền Tây nè, dưa leo nè, bí thiên vũ, cà chua nhiều loại, cũng như bí này gọi là bí mật ong nè, cà tím, cà pháo, và được có một trái ớt rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video thu hoạch cùng với hai vợ chồng Thu hôm nay nha. Nếu các bạn thích thì xin vui lòng cho hai vợ chồng Thu một like, share cũng như subscribe cho kênh của hai vợ chồng mình. Hẹn các bạn vào những video sau. Bye bye các bạn. Bye bye.